Ngày hôm nay, thì cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA cho biết đã phóng thử một tên lửa tầm trung H-3 mới của nước này, nhưng đáng tiếc là đã phải ra lệnh tự hủy tên lửa sau đó chỉ vài phút. H-3 là phiên bản kế nhiệm của tên lửa H-2A đáng tin cậy. Tên lửa được phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima ở tỉnh Tây Nam Kagoshima vào sáng 7 tháng 3, nhưng đã được lệnh tự hủy ngay sau đó. Cảnh quay của cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản không cho thấy rõ liệu động cơ giai đoạn 2 của H-3 có bắt lửa hay không. Đây là vụ phóng tên lửa tầm trung H-3 đầu tiên của Nhật Bản sau 3 thập kỷ và được tiến hành sau nhiều lần trì hoãn trước đó, trong đó lần gần đây nhất là vào tháng 2 vừa qua khi lệnh hủy được đưa ra ngay trước khi chuẩn bị phóng.